Xin chào cô bác, dàn xa và các bạn. Hôm nay mình mời cô bác, dàn xa và các bạn xem nơi mua sắm Costco trong ngày lễ Noel. Rất là nhộn nhịp. Đây là khu TV. Đây là khu TV. Và đây là khu rượu. Đây là các loại rượu. Rượu Hennessy. Rượu này của Mexico, một dãy là 109.99. Đây là rượu hình con rồng. Cái giá là 109.99. Mời bắt các bạn đi với mình xem một vòng nữa nhé. Quang cảnh rất là nhộn nhịp trong ngày lễ Noel và cũng rơi vào cuối tuần. Okay. Is it locked down there? That's my water bottle. Is it unlocked? Mời các bác bạn xem, đây là máy hút bụi. Máy hút bụi. Giá của nó là 249.99 sen. Giá gốc là 349.99 sen. Nay sale còn 249. Thì là sale 100 đồng đó các bạn. Còn đây là máy robot Roomba. Giá cũ lót của nó là 699, sale còn 599. Có rất là nhiều mặt hàng sale trong những ngày lễ nè các bạn. Đây là khu để máy hút bụi. Ghế đầy đủ hết. Bên kia là khu bán sách, đồ dùng trẻ em. Đây là khu bán xe tập thể thao. Mời các bạn cùng đi tiếp với mình nhé. Rất là nhộn nhịp và vui. Đây, thêm một vài hàng rượu nữa. Rất là có nhiều loại rượu các bạn. Mình rất là thích uống rượu vang đỏ. Mỗi ngày mình uống một tí xíu rượu vang, nó rất tốt cho tim mạch. Đây là gian hàng trái cây. Đây là lụ nè các bạn.
cái lụa rất là đẹp, nó to đó các bạn. Giá của nó là 21 đồng 99 xu. Đây là bơ. Đây là xoài của Mễ. Thùng xoài giá nó là 6 đồng 49. Đây là núm các bạn, núm núm sấy khô nè, núm sấy khô giá 13 đồng 99 một hộp núm như này nè bạn. Mình về mình nấu ăn rất là tiện, rất tốt cho sức khỏe. Mình chỉ về mình ngâm rồi mình nấu, đỡ phải rửa hơn. Đây là đu đủ nè các bạn. Đây là ớt nè. Ớt này ở Đà Lạt mình cũng có đó các bạn. Giá mỗi bịch là 5 đồng 99 đó, mỗi bịch. Đây là cà, cà trái nhỏ nhỏ nè các bạn, rất là ngon. Mình hay ăn sống làm salad nè các bạn. Giá một hộp cà như vậy là 6 đồng 99. Đây là
salad. Cái này là mình xào hoặc là nấu lẩu ăn cũng ngon lắm các bạn. 59 đồng 99. Bò, thịt bò đắt quá, hôm nay là hết trơn luôn. Đây là mình xin giới thiệu là cô bác và con các bạn, đây là khoai tây á, khoai tây nghiền rồi được hấp với bơ. Hấp với bơ ngon lắm các bạn, ăn rất là dinh dưỡng. Ở nhà anh trai mình nó cũng hay làm. Còn đây là thịt được ướp sẵn, mình chỉ về chế biến thôi. Một hộp 20 đồng 23 cent. Còn đây là tép. Tép nó lột, nó luộc sẵn rồi các bạn. Vô hộp nó bán nha. Một hộp giá là 39 đồng 99 cent. Rất là nhiều loại. Mình xin giới thiệu với cô bác bà con và các bạn thêm, đây là ở Việt Nam mình gọi là cá hồi, ở đây kêu bằng cá thu, cá sê mần. Việt Nam mình gọi là cá hồi. Nó một hộp như vậy là 31 đồng 63. Các loại cá bà con, và chỉ có cá này là đắt nhất. Vì người Mỹ người ta thích ăn lắm. Cá này nó tốt cho sức khỏe về tim mạch á. Cho nên ở đây cá này mắc và bán rất là chạy. Đây là khu nước uống. Thêm một mặt hàng giảm giá nữa là các bạn, xà bông. Xà bông thai 20 đồng, sale còn 16 đồng 79 cent. Mình cũng lấy một thùng. Nên thêm một mặt hàng sale nữa là nước xả 10 đồng 99, sale còn 8 đồng 69 đó các bạn. Nhưng ngày lễ họ sale, các mặt hàng đều sale hết. Mình cũng lấy thêm một thùng nước xả. Đây
đây là nước vị, nước giấy lau tay cũng sale luôn. Đây là các bạn 18 đồng bán chín, sale còn 14 đồng 99, rất là good. Mời các bạn xem, đến là mùa Noel, là các nhà trồng hoa người ta hay thiết kế những chậu hoa này để bán nè các bạn, rất là đẹp, rất là đẹp. Giá một chậu đó là 34.99, quá đắt ha các bạn, quá đắt nhưng mà rất đẹp. Rất là nhiều đẹp. Bên kia một loại hoa nữa, làm thành ông già Noel dễ thương quá ha các bạn, thương quá, những chậu hoa rất là đẹp. Nhìn cái này hơi rẻ, giá có 19.99 cent một lọ thôi. Quá đẹp. Ở đây đến mùa Noel anh về là vậy, các nhà vườn trồng hoa ta thiết kế những chậu hoa, những bình hoa rất là đẹp, mang tính chất mùa Noel. Dạ, xin mời cô bác, bà con và các bạn xem tiếp nha. Đây là khu thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng có nhiều các nhiều loại thuốc. Nhưng mà chế thuốc chế biến từ trái cây rất là dễ uống. Mình đi Costco mình hay dùng mua cái quanh ở đây cho tuổi 50. Đây. Quanh ở đây. Cho 50 cộng. Quanh ở đây 50 cộng nó có giá là 19.99 sen một lọ. Đây nè các bạn. Rồi. Nó rất tốt, nó có nhiều chức năng tốt cho tim mạch, xương, mắt và cho mình vận động một cách thoải mái. Nó cung cấp chất nhờn cho các khớp, cho để dành tuổi 50 trở lên. Đây là đàn ông, còn đây là cho đàn bà. Quan là đây vú mình 50 cộng. Tốt cho tim mạch, xương, mắt. Mình uống rất là tốt. Vitamin D, vitamin C, vitamin E và D đầy đủ hết. Và hàng ngày mình hay sử dụng cái thuốc này nè các bạn. Đây, mình hay xài cái chai này cho mùa đông.
nó đầy đủ chất, nó tăng sức đề kháng cho mình. À, nó có chữ support à. Anisum nó rất là tốt các bạn. Giá nó chỉ có 16 đồng 49 thôi. Đây, hàng ngày mình sử dụng thêm một loại thuốc này nữa là các bạn, cho nên nói chung là mình cũng khỏe lắm. Fish oil nè, dầu cá, nó có omega 3, 5, 6, 7, 9, 11, 1100mg. Nó rất là tốt, đốt chốt tốt cho tim mạch, rồi huyết áp nó ổn, được cũng ổn huyết áp nữa. Hàng ngày là mình dùng nó đó các bạn. Một chai là 21 đồng 49. Thuốc ngày hôm nay nó không có sale, chỉ sale thức ăn thôi. Nhà mình thường là dùng là vitamin D, vitamin C, vitamin B, và thêm là một cái chai bổ xương, là bổ xương để mình tìm cái đó hết rồi. À, có sao nhiên để mình đi tìm chỉ cho bà con cô bác con một loại thuốc rất là tốt cho cái đầu gối mình, rất tốt. Nhưng mà nó rất là đắt, đắt hơn các loại thuốc. Đây nè, đây là cô bác bạn bè nhìn xem là cái chai này nè, Cosmin nè, đây nè, rất là good nè, nó tốt hơn Glucosamine nhưng mà giá nó rất là cao, 39 đồng 99 cent. Các bạn, 99 cent một lọ như này nè. Khi mà mình mới qua Mỹ á, các bạn, cái chân mình đi lên cầu thang không có nổi, đi nhà trên lầu không có nổi. Khi mà mình uống cái này hai chai là mình khỏe ra. Bây giờ chân mình đi chạy, đi lên cầu thang bình thường, ginh đồ nặng cũng không sao hết á. Đầu tiên thì mình ra bác sĩ cho mình uống cái này nè, Mufi. Nhưng mà cái này mình thấy không có good. Uống cái này không có giảm, nhưng mà khi mà được đi học, được các bạn chỉ cái loại thuốc này thì mình thấy rất là tốt. Cô bác, bà con gần xa, các bạn tìm thử thuốc này uống rất là go, rất là good luôn á. Để hôm nay mình mời cô bác, bà con gần xa và các bạn đi chợ cùng mình thôi. Đến đây mình xin kết thúc. Chúc các bạn, cô bác, bà con gần xa hưởng một mùa Noel và Happy New Year thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc mỗi ngày. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con, cô bác và các bạn những video sau. Đây là video đầu tiên của mình, cho nên cô bác, bà con và các bạn gần xa ủng hộ mình nhé. Nếu thấy hay cho xin mình một like và subscribe. Xin chào tạm biệt.